Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Dứa Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu hai cây sứ củ đột biến lên vàng nha cô chú anh chị. Vàng là nó lên được một phút rồi ạ. Vườn con thì gửi xe Tô Châu và xe Phương Trang. Việc theo thì có thể gửi được 70% là gửi được á. Cô chú anh chị mà đặt hàng thì liên hệ số điện thoại của con nha, là 0358 899 853 hoặc gọi Zalo cũng được nữa. Sẽ giới thiệu từ cây cho chú anh chị mình xem nha. Một cây là Vân Huế 5, còn một cây kia là con ghép án nha. Cây này là cây thứ nhất nè. Đây. Lên được một phút rồi nha cô chú anh chị. Đây là nó, đây nè, đây. Đây nó chuẩn bị lên đúng không? Cây này con ghép, cây này có 5 bo nha. Mà có một bo này nó bị hư cái nhánh ghép rồi nha. Cái này là mình có thể mình về mình chiết zin được luôn nè. Nhánh là khoảng 2 gang tay luôn á. Cho rất là dài, 5 bo, bo dài. Củ lên vàng đó. Đây, nhìn tổng quan cái cây này, bo rất là đã luôn á. Cây thứ hai là con ghép én nha. Cây này thì lên vàng ở đây và nó chuẩn bị lên những chỗ này nữa nè. Nó vàng rồi mà cây này hiện tại thì hết phân rồi, các cô chú anh chị về mà về 2 phân á. Cây này thì hết phân ở dưới rồi, vậy mình thay phân mới rất là phát luôn. Đây, cây này thì 2, 4, 6, 7 bo nha. Cái này là mỗi cây con bán 1 triệu, cộng cô chú anh chị mà chuyển khoản thì con bỏ ship luôn nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm sứ củ vàng thì nhớ liên hệ số điện thoại của con nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.